Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với Chân Ống Xe Hơi. Với anh chị khách hàng chúng ta ở Bắc Giang, Lạng Sơn hay một số tỉnh lân cận nhé. Thì hiện nay thì bên Bắc Giang cũng đã chính thức có showroom Ford chính hãng 3S, tức là chúng ta đầy đủ mua bán xe, bảo hành, sửa chữa và thay thế phụ tùng nhé. Showroom rất to, đẹp và mới khai trương nên là cái giá cả nó cũng sẽ rất là hợp lý. Trong video này thì em báo giá nhanh qua anh chị ở những cái đầu xe Ford Ranger, Ford Bắc Giang mà đang bày bán chương trình khuyến mại. Hiện nay thì Ranger chúng ta đang khá là khan xe. Có thông tin là phiên bản mới sẽ được giao xe vào khoảng quý 4 nhá, nhưng thời gian cụ thể thì cũng chưa có. Mình cập nhật giá tháng 7 và dự kiến vào khoảng tháng 8 tới, tức là tháng Ngâu. Thì với phiên bản số sàn 2 cầu XL, giá hiện nay là 628 triệu. Nhưng mà tình hình thực tế thì khả năng chúng ta sẽ không có xe. Đa phần chúng ta sẽ bán chính là bản một cầu số sàn XLSMT nhé. Giá là 642 triệu. Thì hiện nay xe này đang được khuyến mại tiền mặt, nó dao động vào khoảng từ 10 triệu. Tặng kèm thêm bảo hiểm thân vỏ 1 năm và một số phụ kiện kèm theo xe. Giá này có thể thay đổi linh động, có thể giảm sâu hơn nhé, theo thời điểm. Anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đính kèm trên màn hình giúp em. Phiên bản XLSAT một cầu số tự động thì hiện nay nó là 662 triệu. Chưa có khuyến mại cho phiên bản này nhé. Đa phần giá bán trực tiếp thì các bác liên hệ giúp em để bên em báo giá theo màu xe và theo lượng xe còn lại nhé. XLT hai cầu số tự động 811 triệu và Wildtrak hai cầu số tự động 937 triệu. Thì hiện nay cũng đã có khuyến mại tiền mặt, hoặc chúng ta sẽ quy đổi thành 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Có thể tặng kèm thêm một chút xíu phụ kiện nữa thôi. Tuy nhiên thì bên Ford nó đặc thù khá là hay, khi mà giá xe nó sẽ thay đổi liên tục chứ không cố định trong tháng như các hãng khác. Nên là mình tham khảo hay xem video vào thời điểm nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để chúng ta cập nhật thêm về giá bán nhé. Có thể video ngày hôm trước, ngày hôm sau thôi đã khác nhau khá là nhiều rồi. Về cái xe mới 2023 thì nó sẽ ra ná như cái phiên bản Everest vừa rồi đã ra mắt rồi. Tuy nhiên thì cụ thể như nào, về bao giờ ra mắt ở Việt Nam thì bên em chưa có lịch trình cụ thể nhé. Vay mua trả góp tại thời điểm này thì chia sẻ thật với anh chị là thời điểm này là một thời điểm khá là khó khăn. Khi mà chúng ta mua trả góp, chúng ta sẽ bị hai cái yếu tố khá bất lợi. Một là thời gian giải ngân lâu, vì hiện nay Zoom, tức là cái khoản tín dụng cho vay của các ngân hàng ấy, họ siết chặt và gần như là các ngân hàng giờ giải ngân khá là chậm và yêu cầu hồ sơ khắt khe hơn. Và thứ hai là về cái lãi suất và cái chương trình đi theo, ví dụ như là bảo hiểm này, khoản vay bảo hiểm nhân thọ thì thật sự khá là khó. Mặc dù bên em chỉ là bán xe thôi thì nó cũng rất là khá là khó cho khách hàng khi mà mua vay trả góp trong cái thời điểm này. Tuy nhiên thì để mình lựa chọn được cái ngân hàng lãi suất tốt này, hạn chế tối thiểu tối đa về cái thủ tục kèm theo và thời gian giải ngân sớm nhất thì các bác liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Hiện nay thì khách hàng ở lân cận Bắc Giang như là Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang thì đang được ưu đãi khá là tốt. Đấy, mình đang có nhu cầu mua xe thì vui lòng alo trực tiếp giúp em. Rồi, trên đây báo giá nhanh qua cái đầu xe đăng cơ. Anh chị nếu thấy hay và bổ ích thì vui lòng like, share, subscribe. Xin cảm ơn và hẹn lại trong những cái video tiếp theo.